Medvedev nói trước trận bán kết rằng anh phải trình diễn đạt 11 điểm trên thang 10 mới vượt qua tài năng 20 tuổi. Với việc cứu 8 trong 9 nguy cơ thua game giao, break point, trận này, tay vợt người Nga đã làm được điều ít ai nghĩ tới. Tôi thậm chí đạt 12 điểm trên thang 10 trận này, ngoại trừ set 3, Medvedev nói sau chiến thắng. Đấy là cách duy nhất đả bại Alcaraz. Cậu ấy mới 20 tuổi nhưng đã giành 2 Grand Slam, đứng số 1 thế giới nhiều tuần. Chưa có ai làm được như Alcaraz ở độ tuổi đó. Để hạ cậu ấy, ai cũng cần phải chơi hơn khả năng của bản thân và tôi đã làm được điều đó. Medvedev chơi gần như hoàn hảo ở 2 set đầu, nhưng Alcaraz thắng ở set 3. Trước trận, tay vợt Tây Ban Nha toàn thắng 5 trận phải đánh 5 set ở Flushing Meadows. Tuy nhiên, Medvedev không cho tay vợt trẻ cơ hội đi tới set 5. Trong set 4 quyết định, tay vợt 27 tuổi dùng chiến thuật lùi sâu để trả giao, còn Alcaraz muốn giao bóng rồi dứt điểm ngay. Tuy nhiên hạt giống số 3 trả bóng tốt hơn, cuối cùng buộc đối thủ mắc lỗi khi đánh trên lưới và thắng game trả bóng. Khả năng giao bóng tốt hơn cũng giúp tay vợt cao 1,98m bảo vệ được các break point để vào chung kết gặp Djokovic. Trận đấu này thu hút những ngôi sao thể thao Mỹ như Tom Brady, Kevin Durant hay diễn viên Charlize Theron. Medvedev tiếp tục thể hiện sự lì đòn và sẽ tái hiện chung kết năm 2021 khi anh hạ Djokovic để đoạt Grand Slam duy nhất sự nghiệp. Khi hạ Djokovic ở đây 2 năm trước, tôi đã phải chơi tốt hơn giới hạn của bản thân, anh nói. Và tôi sẽ phải làm như vậy một lần nữa. Trận chung kết đơn nam Mỹ mở rộng 2023 sẽ diễn ra từ khoảng 8 giờ sáng thứ Hai ngày 11 tháng 9 giờ Hà Nội.